Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay lại trở lại cái kênh của em, kênh của 24.vn. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm trên đây, trên bàn đây. Hôm nay sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, cái này là hàng mới nha. Sắp tới sẽ có nhiều, cố gắng sẽ sản nhập cái nhiều sản phẩm mới mọi người. Vì hàng cũ bây giờ nó khó nhập quá. Và với bây giờ hàng cũ nó cũng không có đẹp như ngày xưa, chúng ta nhập hàng mới. Vậy đã trên tay em là một cái sản phẩm, đó là một cái kìm, hiệu Engineer. Chắc mọi người cũng có nhiều chú bác anh em cũng biết về cái kìm này, nhưng cũng có một số vài anh em thì chưa biết cái kìm này đâu. Đó là thương hiệu Engineer. Và cái Engineer này nó rất là hay, nó chuyên trị là mở những cái con ốc hư, những con vít ốc hư đầu, tức là cái đầu này. Vít ốc này mà nếu chúng ta dặn ốc không ổn, dặn tút vít không được, nó bị toe đầu rồi, nó bị xét lâu ngày rồi. Đây nè, như những con ốc như thế này, những con ốc như thế này đó, nó bị xét lâu ngày, thấy không? Xét lâu ngày rồi. Bây giờ chúng ta không thể nào dặn lấy cái tút vít mà chúng ta dặn được đó. Thì chúng ta sử dụng cái cây kìm này, cây kìm Engineer nội địa Nhật đó. Kìm này rất là độc đáo với cái thiết kế của nó. Đây nó để ở đây là hay được cái danh hiệu là thiết kế là độc đáo nhất năm 2009 tại Nhật ha. Đó. Ở đây nó có cái miệng như thế này nè, cái miệng nó khía như thế này. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp ha, làm rất là tinh xảo. Và thứ nhất là công dụng của nó là cắt dây đồng, dây kẽm đây nè. Rồi cái này là mở ốc hư. Cái cây này nó mở được cái con ốc đường kính đầu tròn đó là 9,5 ly. Bây giờ chúng ta thử để em test thử cho mọi người xem một cái ví dụ như thế này để mọi người thấy rõ là cái này nó công dụng như thế nào, rất là hay. Trên tay em là một cái kềm ha. Bây giờ nó có cái ốc như thế này đó, con ốc này. Bây giờ nó thí dụ như là con ốc này nó hư nó không còn nhận được, thì chúng ta sử dụng cái này đó. Tại vì ở trên đầu này nó đã có cái khía nè, cái khía dọc và khía ngang luôn, khía dọc và khía ngang đây, thấy không? Cho nên là nó bám rất là chắc khi mà chúng ta sử dụng bằng cái kìm này để mà chúng ta mở đây nè, thấy không? Dặn nha, cái tay này nó dặn cái nó đi luôn cái này nè, đó, thấy không? Rất là dễ mở nha. Đây, những con ốc hư là đụng tới cái kềm này là tuyệt vời luôn, rất là dễ mở. Những anh em mà chúng ta sửa xe hoặc là chúng ta làm những cái việc gì nhiều đó, chuyên trị những con ốc hư ngoài trời, chúng ta dặn lỡ nó hư cái đầu, chúng ta dặn không ra, thì chúng ta sử dụng cái con ốc này kẹp vô là dặn 1 phút 30 giây. Chẳng những vậy mà con ốc nó cũng không có bị hư, con ốc đến nỗi mà nó bị toe hay là gì hết nha. Thấy không? Rất là đơn giản như thế này, và con ốc chúng ta đã dặn ra đó. Ta dặn lại cũng rất là tiện luôn, thấy không? Và cái kìm này thì kích thước của nó, chiều dài của nó là được là 160 ly ha. Cái model của nó là BZ58, Engineer BZ58. Cái sản phẩm này chỉ có ở bên cái kênh em mới có bán thôi ha. Cái sản phẩm, dòng sản phẩm này hàng mới chỉ có ở dụng cụ 24.vn mới có bán cái sản phẩm này đó. Và cái này, cái độ cứng của nó là được là từ 56, độ cứng 56, cái độ cứng cũng khá là tốt luôn nha. Và cắt dây được 1,2 ly đây nè, 1,2 ly, và độ cứng là 56, 56 đến 58 ha, giảm trừ 22 cộng trừ 2. Hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Đây, đó. Rất là đẹp và thiết kế rất là độc đáo. Và cái cây này thì hiện tại bên em lấy về một mẫu, trước cũng có nhập về và thỉnh thoảng cũng có. Bên em đang nhập mẫu này, một cái này để cho chú bác anh em chúng ta review cho chú bác anh em ta thấy được cái sản phẩm tốt như thế này, độc đáo như thế này. Giá của nó là 530.000 ha. Quên coi cái mã
cái ấy đó, để em coi cái mã của nó. Giá 530. Và cái cây này lúc nào anh em cần thì chúng ta đặt là sẽ, nếu mà hết hàng thì sẽ trong vòng tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày, 7 đến 10 ngày đó, thì bên em lại có tiếp tục nha. Tại vì từ bên Nhật mà chúng ta gửi về, mua về tới đây, gửi về đây nhanh nhất là thủ tục các thứ thì nó cũng cỡ 10 ngày mới có được hàng. Để em xem nha, cái mã của nó. Cái này rất là tiện lợi cho mọi người sử dụng và rất là độc đáo. Ta mua một lần sử dụng mãi mãi ha, sử dụng rất là lâu. Đừng có sợ tốn tiền, vì một lần một cái kềm giá 530.000, tuy là nó có đắt thiệt nhưng mà so về cái công dụng, và thứ hai là chúng ta một tháng chúng ta sử dụng ha, cái tiền cà phê bằng 10 buổi cà phê thôi là mua được cái kềm như thế này, rất là xứng đáng. Những anh em mà mê tuôn mê cũ thì 530.000 thì rất là, cũng không đến nỗi là phải mà quá gì mà quá cao. Cái này mã của nó là 46228. Nha mọi người, 4628 với giá là 530.000. 4628 nha, giá 530. 4628 giá 530.000. Cây này là giá, này là giá chưa có phí vận chuyển. Em cam đoan với cái cây này mua ở đây thì giá của nó là giá thấp nhất trên thị trường luôn nha. Thấp nhất em hiện tại ở đây luôn á. Có rẻ đâu. Có mắc mắc đâu. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video của em. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào cái số này. Và cái cây kèm này hiện tại thì nó chỉ có một cái sản phẩm này thôi, lấy mẫu thôi. Anh em đặt hàng thì sẽ có tầm một tuần lễ nữa sẽ có cho cái sản phẩm này. Giá là 530. Rồi, chào cả nhà nha.